Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV, Lương Minh Châu và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam và showbiz. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới. Israel muốn thiết lập một vùng đệm ở Gaza thời hậu chiến. Israel đã thông báo với Ai Cập, Jordan và UAE, là ba quốc gia Ả Rập đã bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv, rằng họ muốn thiết lập một vùng đệm ở phía biên giới Gaza bên phần đất của Palestine để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai như là một phần trong khuôn khổ các đề xuất cho giải Gaza sau khi chiến sự kết thúc. Khi được hỏi liệu Israel có thực sự đang tìm kiếm một vùng đệm như vậy hay là không, cố vấn cao cấp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông Omar Rejav cho biết, Israel sẽ phải có vỏ bọc an ninh. Chúng tôi không bao giờ có thể cho phép những kẻ khủng bố vượt biên giới và tàn sát người dân của chúng tôi như cách mà bọn chúng đã làm hôm 7 tháng 10 vừa qua thêm một lần nữa. Một nguồn tin an ninh khác của Israel tiết lộ là hiện tại vẫn chưa rõ vùng đệm này sẽ sâu bao nhiêu và liệu có thể là một hay hai cây số hay là hàng trăm mét bên trong dải Gaza. Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho hay là Tel Aviv đã đề xưởng ý tưởng này mà không nói với ai cả. Quan chức này nhắc lại sự phản đối của Washington đối với bất kỳ kế hoạch nào nhằm giảm quy mô lãnh thổ của người Palestine. Giải Gaza chỉ dài khoảng 40 cây số và rộng từ khoảng 5 tới 12 cây số. Jordan, Ai Cập và các quốc gia Ả Rập khác đã lên tiếng lo ngại rằng Israel muốn đẩy người Palestine ra khỏi Gaza, lặp lại việc tước đoạt đất đai mà người Palestine phải gánh chịu khi mà Israel lập quốc hồi năm 1948. Chính phủ Tel Aviv thì phủ nhận là họ có mục đích như vậy. Ý tưởng về một vùng đệm không cho thấy cuộc tấn công của Israel tại Gaza sắp kết thúc, nhưng chứng tỏ là Tel Aviv đang vươn ra xa hơn các nước Ả Rập, có vai trò hòa giải như là Ai Cập hay là Qatar trong lúc tìm cách định hình một Gaza hậu chiến. Phát ngôn nhân quân đội Israel Trung tá Peter Lerner cho biết quân đội của Israel ở phía Bắc Gaza vẫn tiếp tục chạm trán với các chiến binh của Hamas. Ông khẳng định là chiến sự sẽ kéo dài và không bị ràng buộc bởi thời gian. Israel thảo luận với Qatar về lệnh tạm dừng giao tranh tiếp theo với Hamas. Ngày 2 tháng 12, một phái đoàn cơ quan tình báo Mossad của Israel đang có mặt tại Qatar để đàm phán với các nhà hòa giải Qatar về một lệnh tạm dừng giao tranh tiếp theo ở Gaza các cuộc đàm phán do qatar làm trung gian tập trung vào việc hamas tiếp tục thả các con tin cũng như các thông số của một lệnh ngừng bắn khác với thỏa thuận ngừng bắn vừa đổ vỡ hôm thứ sáu israel và hamas đã đổ lỗi cho nhau về sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn này phía israel nói rằng việc thủ lãnh hamas yaja sinwa từ chối không chịu thả thêm con tin đã khiến thỏa thuận đổ vỡ Hôm thứ Bảy, nhân vật nắm quyền số 2 của Hamas, ông Saleh al-Aruri, nói với đài truyền hình Al Jazeera rằng sẽ không có thêm vụ trao đổi con tin nào với Israel cho đến khi có lệnh ngừng bắn mới ở Gaza. Ông Auri cho biết các con tin hiện vẫn đang bị Hamas cầm giữ là các binh sĩ và đàn ông Israel trước đây từng phục vụ trong quân đội. Ông ta nói rằng họ sẽ không được trả tự do trừ khi có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Cũng hôm thứ Bảy, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết có quá nhiều người Palestine bị giết ở Gaza và kêu gọi Israel làm nhiều hơn để bảo vệ thường dân. Về tương lai của Gaza thời hậu chiến, bà Harris tuyên bố, Hoa Kỳ sẽ không cho phép Israel ép buộc người Palestine phải rời khỏi Gaza hoặc bờ Tây, bao vây Gaza hoặc bẻ lại biên giới của Gaza. Bà nói, một khi chiến tranh kết thúc, những nỗ lực tái thiết nên hướng tới mục tiêu giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và người Palestine chung sống trong hòa bình và chính quyền Palestine cần được củng cố để đủ khả năng có thể cai trị cả bờ Tây và Gaza vì Hamas sẽ bị loại bỏ. Quân đội Hoa Kỳ, Anh và Úc hợp tác công nghệ cao Bộ trưởng Quốc phòng của ba nước Hoa Kỳ, Anh và Úc trong Liên minh AUKUS đã nhóm họp tại Silicon Valley miền Bắc California để bàn thảo về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự công nghệ cao nhằm đối phó với các thách thức mới trên toàn cầu. Cuộc gặp tập trung vào các công nghệ hiện đại như là trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử và kế hoạch phát triển chương trình năng lực radar tân tiến trong không gian sâu. Chương trình này sẽ xem xét các địa điểm đặt radar tại ba quốc gia trước năm 2030 với khả năng có thể quét tới 35.000 cây số vào không gian. Ngoài radar không gian sâu, các nước sẽ phối hợp về công nghệ lượng tử để hỗ trợ điều hướng và định hướng vũ khí. Bên cạnh đó, thì hợp tác về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ giúp nhắm mục tiêu chính xác linh hoạt hơn. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau phiên họp, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ ông Lloyd Austin cho biết, như là một phần của Hiệp ước An ninh AUKUS, ba nước đang hướng tới việc phát triển và cung cấp những khả năng tân tiến để các binh sĩ của chúng tôi có thể nghe, nhìn và hành động với lợi thế mang tính quyết định. Ông cho hay là chúng tôi đang đổi mới công nghệ tân tiến trong một số lĩnh vực, bao gồm trí tuệ nhân tạo, chiến chiến tranh điện tử và công nghệ lượng tử. Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là ông Richard Morris cho hay cuộc gặp lần này là thời điểm quan trọng trong việc phát triển và chia sẻ các công nghệ tân tiến. Còn Bộ trưởng Quốc phòng của Anh là ông Grant Sharp thì khẳng định liên minh AUKUS quan trọng hơn bao giờ hết. Ông nói là ngày nay trong một thế giới nguy hiểm hơn nhiều với việc Nga đang tiến hành chiến tranh tại Ukraine, việc Hamas đang tàn phá Trung Đông, Trung Quốc phá hoại quyền tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng ta chưa bao giờ cần đổi mới nhiều hơn để trở nên tiên phòng hơn. Cuộc gặp của các bộ trưởng quốc phòng nhóm Liên minh AUKUS là diễn tiến mới nhất nhằm củng cố liên minh này sau các thỏa thuận Úc mua 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Hoa Kỳ và Canberra bắt tay với London để sản xuất tàu ngầm thế hệ mới. Việc thắt chặt quan hệ đồng minh của nhóm AUKUS đã khiến cho Bắc Kinh lo lắng, chỉ trích đây là một nỗ lực nhằm kiềm chế Trung Quốc ba nước tây phi muốn thành lập liên hiệp quốc gia hậu đảo chính ngoại trưởng của ba nước burkina faso mali và niger đã khuyến nghị thành lập một liên hiệp quốc gia với mục tiêu dài hạn là tập hợp ba nước tây phi đang do quân đội nắm quyền vào một nhà nước liên bang duy nhất Mali và Burkina Faso, hai quốc gia Tây Phi đã nằm dưới sự điều hành của quân đội sau các cuộc đảo chính lần lượt vào năm 2020 và 2022, đã nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ đối với các lãnh đạo quân sự ở nước láng giềng Niger khi họ lật đổ tổng thống dân cử Mohamed Bazoum hồi tháng 7. Ba nước đã tạo ra liên minh quốc gia Sahel, thiết lập quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn và hỗ trợ phòng thủ lẫn nhau nếu chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của một nước thành viên bị đe dọa. Sahel là tên gọi giải đất nằm ở rìa phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi, vốn thường xuyên chứng kiến tình trạng bất ổn. Sau khi tham dự hội nghị hai ngày ở thủ đô Bamako của Mali hôm 1 tháng 12, Ngoại trưởng ba nước đã đưa ra tuyên bố chung, khuyến nghị với các nguyên thủ quốc gia về việc thành lập một quốc gia liên bang. Nguyên thủ ba nước theo dự kiến sẽ gặp nhau ở Bamako trong thời gian tới chính quyền quân việt tại ba nước này cũng đã tăng cường quan hệ để chống lại áp lực quốc tế về việc quay trở lại thể chế dân chủ cũng như đối phó với các phong trào nổi dậy thánh chiến trong nước hội nghị ở bamako nhằm mục đích củng cố hoạt động của liên minh mới trong đó các ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao quốc phòng và phát triển để củng cố hội nhập chính trị và kinh tế tháng trước các bộ trưởng kinh tế và tài chính của ba nước đã khuyến nghị thành lập một quỹ bình ổn một ngân hàng đầu tư và một ủy ban nghiên cứu về liên minh kinh tế và tiền tệ Bắc Hàn dọa là việc can thiệp vào hoạt động của vệ tinh của họ sẽ bị xem là tuyên chiến. Chính quyền của Kim Jong-un tuyên bố họ sẽ xem bất cứ sự can thiệp nào vào các hoạt động vệ tinh của mình là một lời tuyên chiến và sẽ huy động năng lực răng đe chiến tranh nếu có bất cứ cuộc tấn công nào sắp sửa diễn ra nhắm vào khí tài chiến lược của họ. Truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA loan tin dẫn tuyên bố từ phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng dọa rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bất cứ sự can thiệp nào của Hoa Kỳ trong không gian bằng cách là triệt tiêu các vệ tinh dọa thám của Mỹ tuyên bố có đoạn là trong trường hợp Hoa Kỳ tìm cách xâm phạm lãnh thổ chính danh của một quốc gia có chủ quyền bằng cách vũ khí hóa các công nghệ mới nhất một cách bất hợp pháp và bất công Bắc Hàn sẽ xem xét thực hiện các biện pháp hành động đáp trả để tự vệ nhằm làm suy yếu hoặc là phá hủy khả năng tồn tại của các vệ tinh dò thám của Mỹ bình nhưỡng khoe là đã phóng thành công vệ tinh dò thám quân sự đầu tiên của họ hôm 21 tháng 11 truyền đi những tấm hình chụp những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật Bản và đảo Guam khi được hỏi liệu Washington có khả năng làm gián đoạn các hoạt động dò thám vệ tinh của Bắc Hàn hay là không. Một phát ngôn nhân Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ nói rằng Mỹ có thể vô hiệu hóa năng lực trong không gian của đối thủ bằng nhiều cách khác nhau. Trong một phát biểu được đưa ra sau đó hôm thứ bảy, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho biết họ sẽ có biện pháp phản kích đối với các cá nhân và tổ chức của mỹ cũng như các lực lượng chư hầu áp đặt và thực thi các chế tài nhắm vào bình nhưỡng chính quyền tổng thống joe biden hôm thứ năm đã ban hành các lệnh trừng phạt mới nhắm vào bắc hàn sau vụ phóng chỉ định các điệp viên ở nước ngoài bị cáo buộc giúp bình nhưỡng tránh các chế tài để thu thập doanh thu và công nghệ cho chương trình vũ khí nguy diệt hàng loạt của nước này nam hàng hôm thứ sáu cũng đã phóng vệ tinh dò thám quân sự đầu tiên của họ vào không gian từ căn cứ Vandenberg tại california bằng hỏa tiện của spacex hãng thành không có vệ vệ tinh dò thám quân sự riêng và phải nhờ tới các vệ tinh của Hoa Kỳ để theo dõi các hoạt động của miền Bắc. Philippines và Pháp đối thoại về thỏa thuận phòng vệ quân sự Pháp và Philippines đã bắt đầu đối thoại để thiết lập thỏa thuận cho phép lực lượng quân sự của nước này có thể đến nước kia huấn luyện, tương tự như thỏa thuận hiện có giữa Manila với Washington. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu tại thành phố Tegu của Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro cho biết, chúng tôi dự định thực hiện những bước cụ thể để nâng cao và giúp cho sự hợp tác quốc phòng trở nên toàn diện hơn bằng cách làm việc để có được sự phê chuẩn từ các lãnh đạo nhà nước nhằm bắt đầu đàm phán về tình trạng của thỏa thuận các lực lượng thăm viếng. Chúng tôi đồng ý làm việc trên các giá trị chung, sự hợp tác chung, không chỉ tại Biển Đông mà còn tại khu vực Thái Bình Dương rộng lớn, nơi Pháp cũng có hiện diện thỏa thuận tạo ra khung pháp lý cho các nước đưa quân nhân đến lãnh thổ của nhau nhằm mục đích huấn luyện và tham gia các hoạt động khác. Về phía mình, Bộ trưởng Lê Nhu cho biết, chúng tôi đang làm việc trên một chương trình nghị sự nhằm tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Manila hiện có các thỏa thuận tương tự với Hoa Kỳ và Úc, đồng thời cũng đang đàm phán với Nhật Bản trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trước những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông tuần trước quân đội philippines và úc đã bắt đầu cuộc tuần tra chung trên biển và trên không ở biển đông nhằm nhấn mạnh cam kết đối với một trật tự dựa trên luật lệ cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi philippines cũng vừa kết thúc cuộc tuần tra chung trên biển và trên không với hoa kỳ bắt đầu từ vùng biển gần đài loan và kết thúc ở biển đông vẫn tin liên quan tới Philippines, động đất lớn làm rung chuyển bờ biển của nước này kích hoạt cảnh báo sóng thần. Một trận động đất có cường độ từ 7.5 cho tới 7.6 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Mindanao miền nam của Philippines vào khuya ngày thứ Bảy. Giới hữu trách đã phải ban hành lệnh di tản đối với một số khu vực của nước này và các bờ biển phía tây nam Nhật Bản vì cảnh báo sóng thần. Cơ quan địa chấn và núi lửa của Philippines, tức là Philvox, cho biết sóng có thể ập vào Philippines vào nửa đêm và tiếp tục trong nhiều tiếng đồng hồ sau đó, dù không có báo cáo ban đầu về thiệt thiệt hại đáng kể từ sóng lớn vào thời điểm đó. Phi hối thúc người dân sống gần bờ biển các tỉnh Suriga del Sur và Dejao Oriental nên di tản ngay lập tức hoặc là di chuyển xa hơn vào trong đất liền. Các tàu thuyền đã hoạt động trên biển nên ở yên ngoài khơi trong những vùng nước sâu cho đến khi có thông báo mới. Hai tỉnh vừa kể phần lớn là nông thôn và không có một độ dân cư đông đúc, không giống với như các vùng khác của Philippines. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết là sóng thần cao tới một mét theo dự kiến sẽ tràn tới bờ biển phía tây nam của Nhật Bản và lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật. Quan hệ thống cảnh báo sóng thần của Hoa Kỳ thì cho biết có thể có sóng cao tới 3 mét so với mức thủy truyền dân cao thông thường dọc theo một số bờ biển của Philippines. Thế nhưng sau đó, cơ quan này nói lại cho biết rằng mối đe dọa sóng thần từ trận động đất này hiện đã qua đi. Cơ quan Philvox nói là họ không dự kiến thiệt hại đáng kể từ trận động đất, nhưng cảnh báo về các di chấn. Ông Raymond Chantalan, cảnh sát trưởng tại địa phương của một thị trấn ven biển gần tâm chấn trận động đất cho biết, sau khi động đất xảy ra nơi này đã bị cúp điện, thế nhưng các đội ứng phó thảm họa vẫn chưa ghi nhận bất kỳ thương vong hay thiệt hại tài sản nào. Động đất thường xuyên xảy ra tại Philippines là quốc gia nằm trên vành đai núi lửa với nhiều núi lửa bao quanh Thái Bình Dương và có nhiều hoạt động địa chấn. Hội nghị COP28, Hoa Kỳ cam kết đóng góp 3 tỷ Mỹ kim cho quỹ khí hậu xanh. Các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên hiệp quốc COP28 được tổ chức tại Dubai đã đưa ra các sáng kiến mới nhằm gia tăng sử dụng năng lượng sạch và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch nhằm ngăn chặn sự gia tăng không ngừng của khối lượng khí thải làm trái đất ngày càng nóng lên. Phát biểu tại phiên họp Chủ tịch COP28, ông Sultan al Jaber cho biết 118 quốc gia đã tham gia cam kết tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo và tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng vào năm 2030 nhằm hướng tới mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất chỉ tăng thêm 1,5 độ C. 50 công ty dầu khí chiếm 40% sản lượng toàn cầu đã cam kết khử carbon trong hoạt động của họ. Từ nay đến năm 2050, Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã kêu gọi các quốc gia ngừng xây dựng các nhà máy điện than mới, bà cho biết Hoa Kỳ cam kết sẽ đóng góp 3 tỷ mỹ kim cho quỹ khí hậu xanh nhằm giúp những quốc gia đang phát triển có thể tiếp cận nguồn vốn mà họ cần để đầu tư vào năng lượng sạch, các giải pháp dựa vào thiên nhiên và khả năng chống chịu trước những tác động của biến đổi khí hậu. Quỹ này được thành lập trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc Ngoài việc hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu, quỹ còn tài trợ cho các dự án giúp các nước chuyển sang sử dụng năng lượng sạch trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2027. Trong bài phát biểu của mình, chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cũng tuyên bố Liên Âu cam kết sẽ đầu tư 2,3 tỷ euro để giúp các nước thực hiện quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trước đó, ban điều hành quỹ khí hậu xanh cho biết họ đã nhận được cam kết đóng góp trị giá 9,3 tỷ mỹ kim của 25 nước trên thế giới để giúp hỗ trợ tài chính cho các nước dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu. Mặc dù vậy, liên hiệp quốc nói rằng các cam kết cho đến nay chỉ chiếm một phần nhỏ trong khoảng 250 tỷ mỹ kim mà các nước đang phát triển cần từ nay cho đến năm 2030 chỉ để thích ứng với tình trạng ấm lên toàn cầu. Và đó là những bản tin thế giới chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin hoa kỳ sau một số thông tin thương mại xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi